để chuẩn bị cho một tinh thần những ngày xuân vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc đang lùi dần vào quên lãng. Hôm nay vào ngày mùng 4 Tết, gia đình mình đã quyết định dọn dẹp dần các đồ vật và thức ăn trên bàn thờ, đem xuống sử dụng trước khi chúng trở nên hư hỏng và hoang phí. Những đòn bánh tét sẽ được cắt khoanh và chiên giòn trên chảo nóng, từ đó chúng sẽ trở nên hấp dẫn và ngon miệng hơn. Đây cũng là một bước đột phá về ẩm thực của toàn bộ những người dân Việt Nam sau những ngày Tết nhộn nhịp và tươi vui đang chìm dần vào lãng quên. Và lúc những đòn bánh tét đã được chiên xong thì gia đình mình lại tiếp tục đón một người khách nữa đến chúc Tết. Đây là một bà cô lớn tuổi sống ở trong làng và cũng là họ hàng bà con thân thích của bà xã mình. Và công việc tiếp đãi này mình cũng đã trao toàn bộ quyền điều hành trực tiếp lại cho bà xã. Lát sau thì màn lì xì mừng tuổi cho đứa con trai cũng đã diễn ra trót lọt. Những lon nước ngọt được lấy trên bàn thờ và khui ra chúc tụng. Tiếp tục một người khách nữ nữa cũng đã xuất hiện. Đây là đứa em vợ nhà ở phía đằng sau và cũng là người phụ nữ với nhan sắc dưới trung bình nha mọi người. Khi cảm thấy lượng khách đã đến tham dự đầy đủ thì bà xã mình đã có một nước cờ đi rất táo bạo, đó chính là quyết định đem quả dưa hấu có khắc hình con rồng quý giá xuống và bổ ra trước mặt những người khách có mặt tại nơi đây. Không rượu bia thuốc lá và đàn đúm cờ bạc. Cứ thế bữa tiệc nhỏ ngày mùng 4 Tết đã trôi qua trong lặng lẽ. Một lát sau mình cũng đã tiến tới bàn tiệc và đưa tay tìm kiếm, cố gắng để lấy được một miếng dưa hấu có hình con rồng và ăn nó để cầu mong gặp được nhiều may mắn trong năm 2024 này. Và đây chính là một miếng dưa hấu mà mình đang cần tìm. Sau khi đã thỏa mãn với miếng dưa hấu có hình con rồng trên tay thì mình đã đi nhanh ra phía sau nhà để ngồi ăn cho thoáng mát và có tính chất riêng tư. Lúc này phía trước nhà mặt trời cũng đã bắt đầu lên cao, những tia nắng càng trở nên mạnh mẽ và oi bức, báo hiệu một mùa nắng nóng và hạn hán kéo dài. Cốt truyện ngày mùng 4 Tết đến đây là kết thúc. Xin chào và tạm biệt mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết video.